Hoàng Anh xin chào mừng quý khán giả đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Xin kính chúc quý vị một tuần mới an lành. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên thế giới trong bản tin sáng thứ ba ngày 23 tháng 1. Thưa quý vị, các lực lượng Mỹ, Anh lại tấn công Houthi ở Yemen. Các lực lượng Mỹ và Anh ngày 22 tháng 1 đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào một kho ngầm dưới lòng đất của lực lượng Houthi ở Yemen, cũng như các năng lực tên lửa và do thám của lực lượng này. Trong nỗ lực đáp trả mới nhất nhằm vào Houthi, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành tấn công 8 địa điểm khác nhau ở Yemen, cùng với sự trợ giúp của Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan nhóm phiến quân Houthi tiếp tục tấn công tàu Mỹ trên biển đỏ. Tối ngày 22 tháng 1, nhóm vũ trang Hồi giáo Houthi tại Minh tuyên bố vừa thực hiện tấn công mới nhằm vào một tàu của Mỹ tại khu vực biển đỏ. Trong một thông báo chính thức, một người phát ngôn của Houthi cho biết lực lượng hải quân của nhóm này đã bắn một số quả tên lửa có độ chính xác cao vào chiếc tàu vận tải quân sự mang tên là Ocean Charge của Mỹ tại Vịnh Aden thuộc biển đỏ. Tuy nhiên, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn không cho biết cuộc tấn công có gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho con tàu mục tiêu hay không, nhưng đe dọa sẽ mở thêm nhiều cuộc tấn công tương tự nhằm vào các tàu của Mỹ và Anh tại khu vực, đồng thời sẵn sàng đáp trả một cách mạnh mẽ với mọi cuộc tấn công của Liên quân Mỹ, Anh vào Yemen. Liên quan đến một điểm nóng chiến sự khác tại Trung Đông, là khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galen ngày 22 tháng 1 tuyên bố. Quân đội nước này, IDF sẽ tiếp tục duy trì các cuộc tấn công vào Lebanon ngay cả khi Hezbollah đơn phương ngừng bắn. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh qua biên giới Israel-Lebanon được ghi nhận diễn ra gần như hàng ngày trong hơn 3 tháng qua giữa quân đội IDF và nhóm Hezbollah, khiến cho gần 200 người thuộc cả hai phía thiệt mạng. Xe tăng Israel bao vây bệnh viện ở thành trì Hamas Hội chữ thập đỏ Palestine hôm 22 tháng 1 thông báo mất toàn bộ liên lạc với y bác sĩ tại bệnh viện El Amal, trung tâm hoạt động chính của tổ chức này ở thành phố Khan Yunis, sau khi hàng loạt xe tăng Israel xuất hiện bên ngoài. Các xe thiết giáp Israel cũng lần đầu tiến vào quận El Mawasi, gần bờ biển địa Trung Hải, bao vây bệnh viện El Care và đại học El Asa gần đó, nơi trú chân của hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột các nhân chứng tại bệnh viện Nasser là cơ sở y tế lớn nhất còn hoạt động ở giải Gaza nói rằng những khoa điều trị chấn thương đang quá tải đến mức mà bác sĩ phải cứu chữa bệnh nhân nằm trên sàn và hành lang. Giới chức y tế địa phương nói rằng ít nhất 20 thi thể đã được chuyển đến bệnh viện Nasser trong đêm qua và con số có thể tăng lên do xe tăng Israel trên đường phố khiến cho nhân viên cứu hộ không thể tiếp cận nhiều nạn nhân. Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc tập kích của Israel đã khiến cho ít nhất 50 người chết và 100 người bị thương kể từ đêm 21 tháng 1. Cư dân địa phương cho hay Ken Yunis đang trải qua những trận tập kích dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hồi tháng 10 2023 do lực lượng tăng thiết giáp Israel tìm cách tiến quân từ phía đông đến những khu vực giáp biển ở phía Tây. Sau nhiều tuần tập trung tấn công miền Bắc giải Gaza, quân đội Israel hồi tháng trước đều bộ binh tiến vào miền Nam, với mục tiêu chính là thành phố Khan Yunis, thành trì của Hamas ở khu vực. Hàng chục người thân các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza đã xông vào một cuộc họp của Ủy ban Tài chính tại Quốc hội Israel vào ngày 22 tháng 1, yêu cầu chính phủ phải có hành động ngay lập tức để giải cứu các con tin. Trước đó vào tối 21 tháng 1, các gia đình đã dựng liều biểu tình tại Jerusalem và khẳng định sẽ ở lại đó cho đến khi chính phủ Israel đạt được một thỏa thuận trao trả con tin với Hamas. Cuộc biểu tình diễn ra khi các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas rơi vào bế tắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 21 tháng 1 cho biết, ông đã bác bỏ những điều kiện do Hamas đưa ra về việc trả tự do cho các con tin. Thủ tướng Netanyahu chia sẻ, để đổi lấy hành động trả tự do cho các con tin của chúng tôi, Nhóm Hamas đã yêu cầu chấm dứt chiến tranh, rút lực lượng của chúng tôi khỏi Gaza, thả tất cả những kẻ sát nhân. Nếu chúng tôi chấp nhận những điều kiện này, các binh sĩ của chúng tôi đã hy sinh vô ích. Nếu chúng tôi chấp nhận, chúng tôi sẽ không thể bảo đảm an toàn cho các công dân của chúng tôi. Một lãnh đạo của Hamas là Sami Abu Zuri chia sẻ với hãng thông tấn Reuters của Vương quốc Anh rằng quyết định của Thủ tướng Israel đồng nghĩa với việc các con tin người Israel không có cơ hội quay trở về. Phản ứng trước hành động từ người thân các con tin, thủ tướng Netanyahu giải thích, lực lượng Hamas đã không đưa ra đề xuất thực sự cho một lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, các nước Liên minh châu Âu cũng đang nỗ lực để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn kéo dài giữa hai bên. Trong ngày 21 tháng 1, ngoại trưởng các nước châu Âu đã tham gia các cuộc đàm phán riêng rẽ với những người đồng cấp Israel và Palestine để thuyết phục các bên đạt được một nền hòa bình lâu dài. Liên minh châu Âu hôm 22 tháng 1 đã thống nhất sẽ thành lập phái bộ bảo vệ biển đỏ để bảo đảm an toàn, tự do hàng hải của các tàu thương mại của châu Âu và quốc tế đi qua biển đỏ. Phái bộ bảo vệ biển đỏ của châu Âu sẽ hoạt động độc lập và không tham gia liên minh biển đỏ do Mỹ dẫn đầu. Ngoại trưởng các nước thành viên liên minh châu Âu đã thống nhất về nguyên tắc thành lập phái bộ bảo vệ biển đỏ tại hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 22 tháng 1 ở Brussels. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ cử 3 tàu chiến mang cờ chung của cả khối tham gia tuần tra, hoạt động tại biển đỏ với nhiệm vụ là ngăn chặn và bắn hạ các máy bay không người lái, tên lửa cũng như là các nguy cơ khác để bảo vệ các tàu thương mại của Liên minh châu Âu và quốc tế đi qua vùng biển này. Một số quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu giấu tên nhấn mạnh các tàu chiến của châu Âu sẽ hoạt động độc lập với các tàu chiến của Mỹ và Anh, không tham gia vào Liên minh Biển Đỏ do Mỹ thành lập, không tham gia không kích lực lượng Houthi tại Yemen, cũng như là không phục vụ lợi ích của Israel. Theo các nhà ngoại giao này, Bộ Tổng tham mưu của Liên minh châu Âu đang bàn chi tiết về tổ chức thực tế và cho rằng thời hạn triển khai sớm nhất là vào tháng 2 2024. Đối với châu Âu, tuyến hàng hải qua biển đỏ được coi là ngắn nhất để đến châu Á và hiện 70% hàng hóa mà châu Âu nhập khẩu từ châu Á là đi qua khu vực này. Một số quốc gia thành viên châu Âu như là Bỉ đã thông báo sẽ gửi một tàu khu trục nhỏ, trong khi Đức cho biết sẽ gửi tàu chiến sát cánh cùng với các tàu của Pháp và Ý đã hiện diện tại biển đỏ. Lỡ đất tại Trung Quốc, 47 người đã bị vùi lấp. Vụ lỡ đất xảy ra lúc 5 giờ 51 hôm ngày 22 tháng 1 tại khu vực nông thôn, bao quanh là những đỉnh núi đầy tuyết ở huyện Trấn Hùng, tỉnh Vân Nam. Dữ liệu thời tiết cho thấy nhiệt độ ở Trấn Hùng vào khoảng âm 4 độ C khi lỡ đất xảy ra. 47 người thuộc 18 hộ gia đình đã bị vùi lấp. Hơn 500 người được di tản khẩn cấp khỏi khu vực. Giới chức đã triển khai chiến dịch ứng phó khẩn cấp với sự tham gia của hơn 300 nhân viên cứu hộ, hàng chục xe cứu hỏa và các thiết bị khác giới chức chưa thể xác định liệu có nạn nhân thiệt mạng hay không, hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất. Sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở Vân Nam, nơi những dãy núi dốc tiếp giáp với cao nguyên Himalaya. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Vân Nam là một trong số các tỉnh miền Nam đang hứng chịu đợt giá rét với nhiệt độ gần hoặc là dưới mức đóng băng. Trung Quốc đã trải qua loạt hiện tượng thời tiết cực đoan những tháng gần đây, như là mưa lớn bất thường Tháng 9 năm ngoái, mưa bão ở khu vực Quảng Tây gây lỡ núi khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng. Mưa lớn cũng đã gây thảm họa tương tự gần thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây hồi tháng 8 năm 2023, khiến cho hơn 20 người thiệt mạng. Trước đó 2 tháng, vụ lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên khiến cho 19 người tử vong. Bão Isa gây gián đoạn giao thông tại châu Âu Bão Isa gây mưa và gió mạnh đang càng quét một khu vực rộng lớn gây gián đoạn hoạt động đi lại tại một số nước châu Âu, trong đó có Anh và Ireland. Cơ quan khí tượng Anh đã đưa ra cảnh báo gió mạnh bất thường đối với gần như toàn bộ các vùng của Vương quốc Anh, đồng thời dự báo nguy cơ xảy ra lốc xoáy tại Bắc Ireland và nhiều khu vực phía Bắc England và Scotland. Theo nhà khí tượng học Tom Morgan, nguy cơ gió mạnh gây thiệt hại về người và tài sản và khiến cho nhiều khu vực bị cắt điện. Dự báo một số vùng ven biển ghi nhận sóng lớn cuốn theo đất đá và quật đổ cây cối. Gió giật mạnh lên tới 145 km một giờ, như dự báo đã xảy ra chiều 21 tháng 1 tại vùng núi Snowdonia của xứ Wales. Công ty đường sắt Scotland đã dừng cung cấp dịch vụ tàu lửa trong tối 21 tháng 1 đến giờ cao điểm buổi sáng 22 tháng 1. Kể từ mùa thu 2023, nhiều khu vực của Anh đã hứng chịu hàng loạt trận mưa bão và gió mạnh, quật đổ nhiều cây xanh, gây mất điện và lũ lụt dọc một số thung lũng sông. Issa là cơn bão thứ 9 được đặt tên kể từ tháng 9, 2023. Cùng ngày 21 tháng 1, các hãng hàng không đã hủy 102 chuyến bay đến và đi từ sân bay Dublin, Cộng hòa Ireland, do bão Issa được dự báo hoành hành trong ngày. Thêm vào là 24 chuyến bay bị hủy hạ cánh tại sân bay Dublin và 27 chuyến bay phải chuyển hướng đến các sân bay khác. Cơ quan khí tượng quốc gia Ireland ban hành cảnh báo màu cam, nghĩa là cảnh báo gió mạnh gây nguy hiểm cho con người, nhà ở và các hoạt động công cộng trong khu vực. Vào sáng ngày 21 tháng 1, tại đa số các địa phương trên cả nước, trong đó có Dublin, đặc biệt một số vùng ở phía tây và tây bắc Ireland, cảnh báo được nâng lên mức độ đỏ. Sân bay Schiphol ở thành phố Amsterdam của Hà Lan cũng lên kế hoạch hủy 130 chuyến bay trong ngày 22 tháng 1 những người nào có thể trở thành phó tướng của ông Trump. Ông Trump nhiều khả năng đang xem xét bốn ứng viên cho vị trí phó tổng thống, nổi bật là hạ nghị sĩ Stephanie và thượng nghị sĩ Scott. Ứng viên mà tôi thích là một người rất tốt, khá chuẩn mực. Mọi người sẽ không ngạc nhiên với lựa chọn này, nhưng tôi nghĩ người đó có khoảng 25% cơ hội được chọn. Cựu tổng thống Donald Trump hôm 20 tháng 1 tuyên bố, đề cập đến việc chọn ứng viên phó tổng thống sẽ chạy đua cùng với ông. Ông Trump chưa đề cập người nào cụ thể, nhưng những cái tên được giới bình luận và báo chí Mỹ nhắc đến nhiều nhất hiện nay là hạ nghị sĩ Alice Stefanik, thượng nghị sĩ Tim Scott, thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem, cựu ứng viên thống đốc bang Arizona Kerry Lake, cựu thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster, cựu bộ trưởng phát triển đô thị và nhà ở Ben Carson, thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum và cựu ứng viên tổng thống Vivek Ramaswamy. Giới quan sát cho rằng, tuyên bố của ông Trump cho thấy là ông đang cân nhắc bốn ứng viên cho vị trí phó tướng của mình và dường như đang để quá trình lựa chọn ứng viên này diễn ra công khai. Câu hỏi về vị trí phó tướng của ông Trump càng được đặt ra những ngày gần đây sau chiến thắng áp đảo của cựu tổng thống tại vòng sơ bộ ở bang Iowa. Ông Trump đề cập tới các thượng nghị sĩ Scott, Graham và cựu thống đốc McMaster trong cuộc phỏng vấn với Fox hôm 20 tháng 1. Ông cũng công khai tán dương Stephanie, một trong những nghị sĩ đầu tiên ủng hộ ông tranh cử và cũng ủng hộ những cáo buộc của cựu tổng thống về gian lận bầu cử năm 2020. Dù vậy thì bà Stephanie đại diện cho bang có truyền thống mà ủng hộ đảng Dân Chủ, nơi ông Trump gần như chắc chắn không thể giành quyền chiến thắng Thống đốc Noem thì vướng bê bối vì cáo buộc ngoại tình với cựu cố vấn của ông Trump là ông Corey Lewandowski. Ông Trump cũng không che giấu hiểm khích với cựu ứng viên tổng thống Ramaswamy, kêu gọi người ủng hộ ông không bỏ phiếu cho Ramaswamy. Khẳng định là ông Ramaswamy không cùng hội cùng thuyền, chỉ vài ngày trước cuộc họp kín ở Iowa. Còn trong chiến dịch tranh cử thống đốc bang Arizona thì Kerry Lake đã tập trung công kích những cáo buộc gian lận bầu cử của ông Trump. Các đồng minh của thống đốc Florida ông Ron DeSantis liên tục nói cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley muốn làm phó tướng cho ông Trump. Song cả bà và cựu tổng thống đều công khai loại trừ khả năng này. Ông DeSantis hôm 21 tháng 1 thì đã tuyên bố dừng tranh cử. Ông Trump gần đây đề cập nhiều đến vấn đề lựa chọn người sẽ làm phó tướng cho mình, dường như nhằm thu hút sự ủng hộ từ các ứng viên khác trong đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, cựu tổng thống cũng thừa nhận ông sẽ không đưa ra quyết định trong vài tháng tới. New Hampshire sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng hòa vào ngày 23 tháng 1, ông Trump đang dẫn trước bà Haley tại đây với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 49% và 34%. Một biến chủng Covid mới lây nhiễm sâu trong phổi. Nghiên cứu gần đây cho thấy biến chủng Covid-19 JN.1 có thể lây nhiễm sâu vào các tế bào vùng dưới phổi, khiến cho các triệu chứng bệnh nặng hơn. Công trình đăng trên tạp chí Cell đầu tháng 1 cho thấy, biến thể JN.1 bám vào tế bào hiệu quả hơn, tham gia vào phản ứng tổng hợp màng tế bào của vật chủ. JN.1 là thế hệ tiếp theo của BA.2.86, có nhiều hơn khoảng 60 đột biến ở protein gai so với phiên bản COVID-19 ban đầu nhiều hơn 30 đột biến so với chủng lớn gần nhất là Omicron, gồm cả BA.2 và XBB.1.5. Các nhà khoa học lo ngại, quá nhiều thay đổi và đột biến sẽ gây ra được bùng phát khó ngăn chặn như Omicron năm 2021 và 2022. Theo Shan Lu Lui, tác giả chính của nghiên cứu là giáo sư virus học tại Khoa Khoa học Sinh học Thú Y tại Đại học bang Ohio khả năng lây nhiễm tế bào biểu mô phổi của BA.2.86 và các thế hệ sau cao hơn nhiều so với các biến chứng chủng trước đó của Omicron. Điều này làm dấy lên mối lo ngại tiềm tàng về độc tính của virus, đặc biệt trong thời điểm mà vaccine bớt hiệu quả, người dân cũng chủ quan hơn. Người đã mắc COVID-19 trước đây nên nhớ là Omicron độc tính kém hơn các biến chủng trước đó, chẳng hạn như là Delta, tức là người mắc thường không có triệu chứng nặng vì vậy kháng thể của họ cũng thấp hơn khoảng 10 lần so với kháng thể do vaccine tạo ra. Giáo sư Liu giải thích điều này có nghĩa là cộng đồng không thể chỉ dựa vào nhiễm bệnh tự nhiên để tăng khả năng miễn dịch. Những người dễ bị tổn thương như là nhóm người có bệnh nền được khuyến cáo là cần chích ngừa vaccine hàng năm. BA.2.86 và các dòng con của nó nổi bật nhất là JN.1 đang lan rộng khắp các quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phân loại chúng vào nhóm các biến chủng cần quan tâm. Hồi tháng 12 năm ngoái, người nhiễm JN.1 thường có biểu hiện như là ho, đau cơ, đau họng, nhức đầu và sổ mũi. Tại Mỹ thì JN.1 hoạt động mạnh nhất ở các khu vực Đông Bắc, gồm New Jersey và New York. Anh cũng công nhận đây là biến chủng phát triển mạnh nhất, được đưa vào diện cần giám sát. Mới đây thì Thái Lan cũng ghi nhận hàng chục người thở máy và tử vong do nhiễm JN.1. Đa số nhóm này chưa tiêm hoặc chưa chích ngừa vaccine đầy đủ. Sắp có vaccine mRNA để ngừa ung thư Mới đây, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Mỹ và châu Âu lần lượt công nhận liệu pháp mRNA, mRNA 4157, kết hợp với thuốc trị ung thư Keytruda, Pembrolizumab, để điều trị bổ trợ cho bệnh nhân u ác tính. Trước đó, hai hãng dược Merck và Moderna đã đưa ra kết quả đầy hứa hẹn từ nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên giai đoạn 2B. Thử nghiệm được thực hiện trên những bệnh nhân có khối u ác tính nguy cơ tái phát cao ở giai đoạn 3 hoặc là 4 sau khi cắt bỏ hoàn toàn khối u. Kết quả cho thấy, điều trị bằng mRNA 4157 kết hợp với Pembrolizumab khiến cho bệnh nhân cải thiện tỷ lệ sống sót giảm 49% nguy cơ tái phát hoặc là tử vong, giảm 62% nguy cơ di căn so với chỉ dùng thuốc Pembrolizumab độc lập. Đây là minh chứng đầu tiên về hiệu quả của phương pháp điều trị ung thư dựa trên mRNA. Theo Kai Holland, phó chủ tịch cấp cao của Moderna cho biết thêm rằng loại vaccine này có thể ra mắt vào năm 2025. Phương pháp điều trị kết hợp để lại ít tác dụng phụ hơn là so với dùng riêng Keytruda. Các bệnh nhân thường bị mệt mỏi, đau tại vùng tim, ớn lạnh cơ thể. Dựa trên dữ liệu đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu EMA đã công nhận mRNA 4157 và Keytruda là liệu pháp điều trị đột phá, chương trình thuốc ưu tiên dành cho các bệnh nhân u ác tính dễ tái phát. Vắc xin ung thư mRNA khác với vắc xin thông thường. Trọng tâm của vắc xin không phải là phòng ngừa mà được sử dụng như loại thuốc cá nhân hóa nhằm huấn luyện hệ thống miễn dịch của người mắc bệnh chống lại bệnh ung thư. Để có liều vaccine thì chuyên gia sẽ lấy mẫu khối u và mô khỏe mạnh của người bệnh, sắp xếp trình tự DNA và RNA, so sánh mức độ khác nhau để xác định đột biến, lấy làm kháng nguyên cho vaccine. Viện nghiên cứu ung thư Mỹ cho biết thông qua vaccine, các nhà nghiên cứu cố gắng tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại các protein bất thường của tế bào ung thư Song các protein này không xuất hiện trên tế bào thông thường và không giống nhau giữa mọi người, vì vậy vắc xin cần được đặc chế. Từ đó, hệ thống miễn dịch học được cách nhận biết tế bào ung thư khác với phần còn lại của cơ thể như thế nào. Đây là một tin rất lạc quan phải không quý vị? Mỹ khuyến nghị kiểm tra thêm dòng máy bay khác của Boeing. Cục hàng không Liên bang Mỹ FAA cuối ngày 21 tháng 1 đã khuyến nghị các nhà khai thác máy bay Boeing 737 900 ia kiểm tra kỹ các chốt cửa thoát hiểm ở giữa để bảo đảm bộ phận này được cố định đúng cách, theo Reuters đưa tin. Khuyến cáo được đưa ra sau vụ máy bay Boeing 737 MAX số 9 do hãng Alaska Airlines vận hành đã gặp vấn đề bung thân trên không trung hôm 5 tháng 1. Theo FAA, dù 737 900 ia không thuộc dòng 737 MAX số 9 nhưng có thiết kế cửa tương tự FAA cũng cho biết một số hãng hàng không đã tiến hành kiểm tra bổ sung đối với cửa thoát hiểm ở giữa của 737-900EA và đã ghi nhận một số vấn đề về bu lông trong quá trình bảo trì. Boeing 737-900EA có hơn 11 triệu giờ hoạt động và 3,9 triệu chu kỳ bay. Trong một diễn biến khác, FAA đã ban hành chỉ thị đủ điều kiện bay mới cho phép hầu hết máy bay Boeing 737 MAX số 9 quay trở lại hoạt động. Văn bản mới này được đưa ra ngay sau khi FAA đã hoàn thành việc kiểm tra 40 chiếc 737 Max số 9 của hai hãng Alaska Airlines và United Airlines, theo trang Aerocrew News đưa tin. Cả Boeing và Spirit Aerospace là hãng chế tạo thân máy bay cho dòng 737 Max, đều đang mở cơ sở sản xuất của họ cho những khách hàng là hãng hàng không muốn đến quan sát trực tiếp quá trình sản xuất Boeing cũng đang tổ chức các buổi quản lý chất lượng cho nhân viên và mời bên thứ ba tiến hành đánh giá độc lập về quy trình sản xuất. Trong phần thông tin về sức khỏe trong bản tin hôm nay là các loại thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa. Dù lão hóa là không thể tránh khỏi, nhưng các nghiên cứu cho thấy một số thay đổi trong lối sống, chẳng hạn như là điều chỉnh chế độ ăn uống, có thể làm chậm quá trình lão hóa. Thói quen ăn uống kém, chẳng hạn như là ăn nhiều thực phẩm chế biến, có nhiều đường và chất béo không lành mạnh sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa bằng cách gây viêm và căng thẳng oxy hóa. Trong khi đó, chế độ ăn nhiều thực phẩm chống lão hóa có thể làm chậm quá trình này và cải thiện sức khỏe tổng thể theo chuyên trang sức khỏe Very Well Health của Mỹ. Sau đây là những thực phẩm mà có thể giúp cho làm chậm quá trình lão hóa. Thứ nhất là quả mọng. Các loại quả mọng berries nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao là lựa chọn rất tốt giúp chúng ta chống lão hóa. Việt quất, quả mâm xôi và dâu tây rất giàu chất vitamin E và C và chất chống oxy hóa anthocyanin. Ngoài quả mọng, các món giàu chất chống oxy hóa khác có thể kể đến là sô cô la đen, hồ đào, artiso và cải xoăn. Chất chống oxy hóa rất cần thiết để ngăn tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Chính các tổn thương này sẽ làm tăng rủi ro mắc các bệnh lão hóa và vấn đề về sức khỏe liên quan đến tuổi tác. Thứ ba là thực phẩm dầu axit béo omega-3. Các chất béo lành mạnh như là omega-3 cũng rất là quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Những loại cá béo như là cá hồi, cá thu, cá ngừ rất giàu omega-3, protein, saline và astaxanthin. Tất cả đều giúp cho làm chậm quá trình lão hóa da. Ngoài ra thì axit béo omega-3 là những chất béo lành mạnh có tác dụng giảm viêm và cải thiện sức khỏe của tim. Các loại quả hạch như là quả ốc chó, hạnh nhân cũng là một nguồn dồi dào omega-3 và chất chống oxy hóa. Thứ ba là thực phẩm có nhiều vitamin C và E. Vitamin C và E rất cần thiết cho làn da khỏe mạnh và có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Vitamin C có thể được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau củ như là cam, ổi, bông, cải xanh, ớt chuông và rau xanh. Trên thực tế, vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh. Nhiều người thường nghĩ đến khả năng tăng cường miễn dịch của vitamin C. Nhưng thực tế là loại vitamin này còn rất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì độ đàn hồi của da và ngăn ngừa nếp nhăn. Vitamin E cũng là một chất chống oxy hóa mạnh khác, có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da, các loại thực vật như là hạt hướng dương, hạt hạnh nhân và hạt phỉ có hàm lượng vitamin E đặc biệt cao, theo Very Well Health. Và đến đây, thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture xin kính chào và rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành hoàng anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại